Thưa quý vị và các bạn, đã được Quốc hội thông qua năm 2004, nhưng đến nay dự án đường Hồ Chí Minh đã triển khai 18 năm mới hoàn thành được 86%. Mục tiêu thông toàn tuyến chưa hoàn thành, chậm so với nghị quyết ban đầu của Quốc hội những 12 năm. Đề nghị Chính phủ cần làm rõ nguyên nhân và những tồn tại hạn chế dẫn đến chậm trễ trong quá trình thực hiện. Đây là ý kiến của một số đại biểu Quốc hội khi thảo luận ở hội trường về tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 năm 2013 của Quốc hội và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Từ khi nghị quyết Quốc hội khóa 11 năm 2004 thông qua đã quá thời hạn, nay lại thay đổi. Như thế là chưa tôn trọng nghị quyết của Quốc hội khóa trước. Cử tri rất băn khoăn dự án cũ do Quốc hội quyết định chưa hoàn thành, nhưng ngay trong kỳ họp này, Quốc hội lại đang xem xét quyết định nhiều dự án quan trọng quốc gia trong giai đoạn tới. Niềm tin của nhân dân lại băn khoăn vì Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, mà một dự án quan trọng như thế qua 5 khóa Quốc hội vẫn không hoàn thành. Tôi cho rằng chất lượng công trình nhiều đoạn tuyến chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý hành lang an toàn chưa tốt để xảy ra tiêu cực tham nhũng, làm hạn chế hiệu quả tổng hợp của công trình quan trọng quốc gia, lãng phí nguồn lực có hạn của đất nước. Và tôi cũng đồng tình nguyên nhân chủ quan là chính, tập trung vào khâu tổ chức thực hiện, thiếu quyết tâm chính trị, thiếu quyết liệt và thiếu kiểm tra, rút kinh nghiệm nên dẫn đến sự chậm trễ. Đề nghị Chính phủ cần làm rõ nguyên nhân và những tồn tại hạn chế dẫn đến sự chậm trễ trong triển khai thực hiện, vì với một dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định được báo cáo Quốc hội hàng năm, lẽ ra trong 18 năm qua, việc đầu tư các đoạn tuyến phải được ưu tiên tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Nhưng tiến độ của dự án thì vẫn cứ trôi đi. Sự chậm trễ này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả dự án do chậm đưa vào sử dụng, làm tăng vốn đầu tư. Cái trách nhiệm chính vẫn là Bộ Giao thông Vận tải. Và trong một chừng mực nào đó, tôi đồng ý với một đại biểu Quốc hội vừa nêu, đó là cái công tác giám sát của Quốc hội cũng có một phần trách nhiệm để chúng ta bố trí vốn. Khi bố trí vốn thì phải có Chính phủ, có Quốc hội, và không có vốn thì chúng ta không làm được. Và cũng xin báo cáo với Quốc hội là các vị là yên tâm. Các cái cao tốc hiện nay chúng ta thực hiện luật đầu tư công, chúng ta đã bố trí đủ nguồn lực, chứ không phải như là giai đoạn trước đây là chúng ta bố trí là theo khả năng, theo giai đoạn. Do đó là những dự án hiện nay đủ vốn chúng ta mới triển khai. Thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ngày 6 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Nguyễn Thanh Long. Thưa quý vị, cũng trong chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Theo đó, tại kỳ họp thứ 6 vào năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Cụ thể, tại cuộc họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, báo cáo tài chính nhà nước năm 2021, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Đồng thời, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, xem xét báo cáo giám sát chuyên đề, việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Còn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, xem xét các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các báo cáo công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước. Tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mặc dù việc tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có việc phải tổ chức triển khai tiêm ngay mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn, đã liên tục được thông tin trên các phương tiện truyền thông suốt thời gian qua. Nhưng thực tế, tiến độ tiêm này vẫn tương đối chậm, đặc biệt là với kế hoạch tiêm mũi 4. Nhiều người dân bày tỏ việc không muốn tiêm do tình hình dịch COVID-19 đã không còn căng thẳng phức tạp. Ghi nhận của phóng viên VTC tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại một số trạm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nơi vẫn chưa có kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid mũi 4. Tình hình chung là bây giờ dịch trúng thú mà ta cũng không đâu có muốn chích, chỉ chích là những người mà có nhu cầu, thường thường là đi nước ngoài á là mới thích chích thôi, mấy người dân mà thì phải vận động thôi. Tại bây giờ là trạm y tế đang đi từng nhà, những người mà không đi lại được ấy, thì hàng tuần trạm y tế đều sắp xếp nhất là 1 đến 2 buổi đi từng nhà đến tiêm cho những người không đi lại được. Do tình hình dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát tốt nên phần đông người dân đều không quá mặn mà với việc tiêm mũi 4. Bên cạnh đó, những thông tin liên quan tới vaccine quá hạn thời gian qua cũng khiến tâm lý họ thêm e ngại. Em chưa có tiêm mũi thứ tư nhưng mà em nghĩ là nếu như mà mình biết giữ gìn cho bản thân thì việc tiêm mũi thứ tư là không quá cần thiết. Tiêm 2 mũi là thấy tương đối ổn rồi đó. Thế còn mình chích vô nữa mình cũng có một cái suy nghĩ rất là lo lắng tâm lý. Đa số người dân nhà theo mình cũng vậy đó. Có vaccine quá hạn, quá đắt như thế nào mình không để ý. Dạ không, nếu mà tiêm nữa thì em cũng không tiêm đâu. Tại vì thật sự thì tiêm thì nó cũng bị nhiễm. Với cả bây giờ em cảm thấy là không có còn bị nhiều nữa nên là em quyết định là không có tiêm nữa. Từ cuối tháng 5 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức tiêm nhắc lại lần 2, mũi 4, vaccine phòng COVID-19 cho những người đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Thế nhưng theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, hiện chỉ có khoảng gần 6.000 người dân đến tiêm, trong khi theo khuyến cáo từ Bộ Y tế, liều vaccine nhắc lại này là vô cùng cần thiết, đặc biệt là đối với những người thuộc nhóm nguy cơ. Cái dịch mà chúng ta có thể kiểm soát được như thế này là do cái tác dụng của 3 mũi vaccine trước và cái tác dụng của vaccine không tồn tại mãi, cho nên các chị cũng lưu ý là cái việc tiêm mũi 4 để kéo dài cái đáp ứng miễn dịch đối với cái bệnh Covid là rất cần thiết. Ngành y tế thành phố cũng kêu gọi nhân dân là ủng hộ cái việc mà tiêm mũi 4 này. Giống như nhiều loại vaccine khác, những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và đúng hạn sẽ được bảo vệ tốt nhất, đặc biệt với nguy cơ xuất hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 và sự giảm dần khả năng bảo vệ sau tiêm. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, mặc dù COVID-19 đang được kiểm soát, nhưng chúng ta không thể chủ quan. Xin được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác. Đầu giờ chiều nay, bãi giữ xe vi phạm tang vật của cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh nằm ở thành phố Thủ Đức đã bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 100 chiếc xe máy tại đây. Theo thông tin ghi nhận ban đầu, khoảng 13 giờ 40 phút ngày hôm nay, nhiều tiếng nổ lớn đã phát ra ở một bãi xe rộng hơn 1.000 m² tại số 16 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Người dân đã tìm cách dập lửa bằng các bình chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành. Sau đó, hơn 20 xe chữa cháy cùng khoảng 130 chiến sĩ đã được huy động đến để ứng cứu. Đường Hiệp Bình Chánh bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy, ngăn lửa sang 3 xưởng gỗ, một dãy trọ và các nhà dân xung quanh. Đến gần 15 giờ, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người, song đã thiêu rụi nhiều xe máy, trong đó có một số ô tô. Hiện cơ quan chức năng đã làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại. Trước đó, hồi cuối tháng 3 năm ngoái, bãi giữ xe tang vật vi phạm của cảnh sát giao thông thành phố Thủ Đức cũng đã bị cháy và thiêu rụi hơn 70 chiếc xe máy.